cành này các bạn, trước tiên thì Ngân sẽ chọn một cái nhánh giống như vậy ha. Rồi Ngân sẽ cắt ở đây nè, các bạn thấy không? Nhánh này nó nằm gần với lại cái đọt nè. Đó, vẫn còn tươi xanh. Mình cắt tới đây. Hay là cũng có thể cắt tới đây cũng được nè. Đó, vừa to vừa khỏe ha. Đây là một cái chậu khác nè. Cũng cắm thì các bạn thấy không, có rất là nhiều thì cái này là nó không có chăm luôn á. Không tưới nước gì luôn, để mặc kệ nó thì nó lên nè. Mấy cái cây này nó khô, nó không lên nè các bạn. Cũng có thành công, cũng có thất bại nha. Những cây già quá nó không có lên được. Nhưng mà thường những cái cây còn non đó là nó sẽ lên nha. Đây là kết quả đây. Nó lên dài quá, ngon quá, chăm sóc mà. Đó, những cái bông màu tím nè, đụng nè, thấy không? Đây à, nó sẽ còn non và nó đẹp hơn nè. Đây nhưng mà chắc phải cắt vô chân quá để mà đây tự nghiệp rồi đó. Thơm lắm các bạn, loại hồng này thơm lắm. Mấy bạn nói cái hồng này khó trồng nhưng mà Ngân làm nó vẫn lên ha. Và nó có rất khỏe luôn nè. Đây, nó còn mấy cái nhánh nhỏ nó lên nữa, mình thấy không đó. Mình bỏ vào trong chậu như vậy để mà tránh ánh nắng đó, thì thường Ngân lấy mấy cái chậu, cái chậu này nè. Ngân sẽ đặt lên ha. Nó vừa tránh được ánh nắng mà nó vừa giữ ẩm nè các bạn. Mình sẽ dùng cái chậu to hơn. Đó, Ngân dùng luôn cái chậu này. Đậy nó lại. Nhớ tưới nước nha. Và thăm nó thường xuyên ha. Của Ngân nè, đây là đất mà Ngân mua ở ngoài Costco á. Xong Ngân cắt nhánh nhỏ 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 nhỏ, Ngân cắm xuống nè. Các bạn thấy không? Cái cây này nó lên tột rồi nè. Mình Ngân để dưới cái bóng râm này, đây là cái cây mận. Tranh thủ luôn. Đó. Thì nó không có bị nắng nóng ha. Tại vì nắng quá thì nó sẽ bị khô và nó không có lên đọt nổi. Thì thường Ngân cắm như vậy xác suất là khoảng chừng 80% là nó sẽ lên rễ hết đó các bạn. Và khi mà mình cắm xuống thì mình cắt hết những cái phần lá thường như thế này, mẹ Ngân cắm cho ké. Nhưng mà có những cái còn lá, còn này lá này nó lên này nè. Đây nè, cái lá này nó cũng lên này nè các bạn thấy không? Rất là dễ luôn. Đây là kết quả Ngân trồng bằng cành luôn nè. Cái chậu này hả Ngân cắm mấy loại vô cụm chậu luôn. Và nó cho ra rất là nhiều loại bông ha. Nó tàn bớt rồi, nhưng mà đây là cái bông màu cam nè. Cái bông màu này nè. Nó héo rồi, rất dễ trồng các bạn. Cây vô trong đây nữa ha. Nó cho ra bông nè. Rất dễ trồng luôn. Ví dụ như cái nhánh này Ngân cắt cái bông xong rồi nè, các bạn sẽ cắt cái nhánh này từ đây nè, rồi mình chọn cái nhánh này được ha. Hay là chọn nhánh già hơn một xíu càng tốt. Đây là một kết quả chiếc cành nè các bạn. Đó, Ngân cắm một cái nhánh nhỏ nè. Để ra cái bông nè. Xinh không? Chúc các bạn thành công nha. Là một cái chậu hồng nè. Cái này là ớt angel nè. Ngân cắm vào trong chậu thì nó vẫn cho ra hoa nè các bạn. Mới một năm thôi đó.